Mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử là một loại quả rất phổ biến và được rất nhiều người yêu thích bởi vị ngọt pha chút chua thanh, hương vị thơm nhẹ nhẹ đến nao lòng. Mâm xôi có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Nhóm cây này mang đậm hương mùa hè, tuy cho trái quanh năm nhưng vụ chính thường kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Mâm xôi vốn là cây bụi hoang dại, ưa nắng nên rất dễ trồng, ít sâu bệnh, có thể trồng ở bất cứ nơi đâu mà năng suất lại cao. Cây cho quả ngon, đẹp mắt và chi chít trái, cho thu hoạch chỉ sau từ 4 đến 5 tháng trồng. Ở Việt Nam, quả mâm xôi trồng rộng rãi ở khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng và bán nhiều tại thị trường phía Nam. Tuy nhiên, quả có thể theo mùa, giá dao động từ 250 đến 300 nghìn đồng trên 1 ký. Toàn cây mâm xôi đều có thể dùng làm thuốc. Lá có vị se, có tác dụng hoạt huyết, thanh nhiệt, tán ứ và tiêu viêm. Đặc biệt, ăn mâm xôi còn có tác dụng phòng và chữa bệnh ung thư. Không chỉ cho trái ngon, bổ dưỡng lại có hoa đẹp, thì mâm xôi lại còn được trồng chậu, hàng rào để làm cảnh trang trí với những quả mâm xôi đỏ mọng, còn tượng trưng cho sự may mắn nên được nhiều người ưa chuộng trồng tại nhà. Sau đây, tôi yêu nông nghiệp xin hướng dẫn các bạn cách trồng cũng như là chăm sóc giống mâm xôi đỏ đơn giản và hiệu quả nhất. Để hạt nhanh nảy mầm, trước khi ươm bạn cần ngâm hạt giống trong nước ấm từ 10 đến 15 giờ. Sau đó vớt hạt ra, rải hạt lên khăn ẩm cuộn lại và đặt ở nơi thoáng mát. Từ sau 4 đến 6 tuần, hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm. Bạn chọn những hạt đã nảy mầm đem đi gieo. Bạn có thể gieo trực tiếp vào chỗ trồng hoặc là bầu đất. Mâm xôi không cần nhiều nước, kể cả khi thời tiết nắng nóng. Bạn chỉ cần tưới nước cho cây 2 tuần một lần. Vì là giống cây bụi nên mâm xôi phát triển rất nhanh, tuy không đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng, nhưng bạn nên bón phân hữu cơ và thường xuyên nhổ cỏ dại, tỉa cành để cây có thể sinh trưởng tốt hơn. Khi cây mâm xôi cao khoảng 1 mét, bạn nên làm giàn để đỡ cây. Nếu nơi bạn sống thường xuyên có gió lớn thì nên trồng mâm xôi ở gần hàng rào để cây đỡ bị gãy. Cây mâm xôi đỏ dễ sống lại có tốc độ sinh trưởng nhanh nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm trồng mâm xôi trong rậu, dở treo, thùng xốp để trang trí sân vườn nhà cửa. Bạn không chần chờ gì nữa mà không trồng ngay giống cây tuyệt vời này tại nhà. Hãy gọi ngay vào hotline 0975145252 hoặc trang web tôi yêu nông nghiệp.com để sở hữu giống mâm xôi chất lượng nhất nhé.